Hello, xin chào thầy các bác quay trở lại với kênh của em Cường nhá. Đó các bác ơi, hôm nay thì em Cường về một số sản phẩm mới các bác nhá. Hôm nay thì CB có rất là nhiều loại 3 pha, 1 pha này, 3 pha 4 cực, tủ điện này, dây điện hôm nay có cả dây điện cân ký này, dây Mỹ này. Hôm nay thì có cả lên cho anh em mẫu quạt nhá, một trong mẫu quạt năng lượng mặt trời chạy bán rất là chạy. Ok, để trước khi đi vào video ngày hôm nay thì các bác yêu mến em Cường thì nhớ cho em xin một nút like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em Cường. Bên em thì có ship hàng toàn quốc các bác nhé. Các bác nhận hàng được kiểm tra hàng khi tính toán. Rồi, đầu tiên thì em sẽ lên cho anh em một cái lô CB. Về phần CB thì em có rất là nhiều loại anh em nhé. Anh em cần mẫu nào thì có thể liên hệ trực tiếp cho bên em Cường. Đây là mẫu 3 pha 4 cực, loại chống chập nhé, quá tải. Anh em thể lắp tổng những gia đình bình thường dùng điện 3 pha. Con này là 50A các bác nhé. 3 pha 4 chân thì nó có thêm một chân dây mát ở ngoài. Con này thì hiện tại em đang có 40 và 50A, giá của nó là 270.000 trên một chiếc các bác nhá. 270k trên một chiếc, hàng Mitsubishi nhá. Tiếp đến thì loại 100A, 100A thì hôm nay có 2 con. Hàng này cực kỳ chắc chắn và nặng luôn. Đó, hàng bãi Nhật các bác nhá. 3 pha 4 chân. Đấy, quá tải chống chập 100A, giá 400k các bác nhá. Mitsubishi. Có một con duy nhất một con 125A, giá của nó là 450k. Đó. Hàng tất cả đều là hàng Mitsubishi của Nhật nội địa các bác nhé. Tiếp đến là sang cái dòng 3 pha thì có dòng 3 pha 400E. Con này thì xác nặng 5kg, hàng bãi Nhật cực kỳ chắc chắn luôn. Đó. Tiếp điểm dày đẹp nhé, giá nó là 600k. Đó. Hàng bãi thì nhìn nó có sức nhẹ này thôi nhưng mà chất lượng thì cực kỳ ok luôn các bác nhé. Giá chỉ có 600.000 trên một chiếc át nặng 5kg này, về cho anh em lắp tổng xưởng. Đấy. Đóng ngắt tiệt ga luôn. Tiếp đến thì sang cái phần CB chống giật. Chống vật thì hôm nay em có một cái mẫu CB chống giật dài để cho anh em dùng có thể lắp tổng gia đình. Và cái dòng CB chống chập nhập nội địa. Về cái phần CB chống chống giật dài ấy, thì hôm nay em có 40A, 50A và 60A nhé. Có nghĩa là nó có đủ loại luôn rồi. Đây 40A này. Đây là 50A này. Và đây là 60A này. Thì cái hàng này giá nó cũng đang rất là tốt anh em ạ. Hàng bãi Nhật nhá, đã qua sử dụng. Hiện tại thì hàng bãi đang đợt này đang hàng bãi ấy, thì nó rất là ít về các bác ạ. Nhất là về những cái dòng CB rồi những một số cái đồng dụng cụ. Thì anh em nào mà có nhu cầu về dùng hàng bãi thì tranh thủ nhá. Thì hiện tại giá vẫn đang rất tốt. Con này thì xác nó hơi dài, hơi to, bắt thì bắt vít không có cài. Đấy. Dòng này thì tiếp điểm dày, đóng ngắt, bảo vệ quá tải, ngắt mạch và có chống giò. Tất cả dòng giò nó đều là 30mA, điện AC thì điện sử dụng điện là 220V. Dòng này thì nó sẽ có 3 chân nhá, có 3 chân về anh em lắp bỏ đi một chân giữa. Cái mẫu tất cả những cái mẫu CB chống giật nội địa Nhật cái loại sắc to thì đều có 3 chân hết các bác nhá. Về anh em lắp bỏ đi chân giữa cho em. Anh em lưu ý là cái hàng này thì đã qua sử dụng nhá, nhưng mà giá thì tương đối tốt. Hiện tại em đang gửi đến cho anh em với cái giá một cái con CB chống giật. Anh em có thể lắp tổng gia đình. Em sẽ bán bằng giá nhau nhé, 40, 50 và 60. Giá của nó chỉ có là 130k trên một chiếc nhé, 130k trên một chiếc. Tất cả những cái hàng này em đều bao tiếc trước khi gửi cho anh em nhé. Có nghĩa là đã tiếc ok hết rồi. Về nhà anh em chỉ có việc bắt vào là xài thôi, điện vào ở trên. Đó. Giá 130k trên một chiếc CB chống giật loại 40A, 50A, 60A. Loại sắc dài nhá, anh em lưu ý lên cho em loại sắc dài nhá. Tiếp đến thì lên cho anh em loại CB chống chập. Chống chập thì có mã mẫu mới nhá các bác nhá. Đây là mới 100% luôn nhá, chưa qua sử dụng, chưa qua xài luôn ạ. 60A thì hiện tại là còn có mấy chiếc thôi. Mấy chiếc giá là 180.000 trên một chiếc. Tem nhôm nhá, tem nhôm. Dòng này dòng mới chống chập và quá tải. Cực kỳ chắc, con này nặng khoảng 6 lạng. To chắc chắn. Dòng này thì nó sẽ có 3 chân nhá. Anh em về lắp bỏ lên một chân giữa đây, lắp hai chân hai bên. Dòng này thì nó đã kín sẵn rồi. Mà lỗ bắt rất là to, rất là dễ bắt. Về bắt lắp tổng gia đình là cực kỳ yên tâm luôn. Đó, hàng nội địa Nhật nhá. 60A là 180.000. Chuyên mục 30A và 40A, nếu anh em mà cần độ nhạy, cần độ chống chập nó nhạy hơn thì anh em dùng sang cái loại 30A và 40A này, nó tùy vào tải từng gia đình nhá. Đấy. Cũng là hàng mới 100% tem nhôm. Đấy. Chưa qua sử dụng, chưa qua đóng điện. Dòng này tiếp điểm rất là dày, đóng ngắt và cực kỳ an toàn. Giá nó là 140.000 loại 40A. Đấy, 140.000 loại 40A. Loại 30A thì 130.000. Đấy, còn loại 50A là 160.000. Đấy là những cái dòng chống
chập và quá tải nội địa Nhật nhé các bác nhé. Hàng này là hàng mới, chưa qua xài, chưa qua xài điện, chưa qua đóng điện luôn. À, tiếp đến đây, lên cho anh em lô Sibibane. Cái thằng này thì đợt cái dòng tiếp đôi này nó hết hàng, đợt này là mới về rồi nhá. Đợt này về thì nó sẽ có cho anh em là 40A, 50A và 63A. 63A thì hình như là ít hơn đấy. Có khoảng có 40 và 40 và 32A là nhiều các bác. 63A cũng có nhưng mà nó ít hơn. Đấy. Lô này thì em bán rất là nhiều cho anh em làm công trình công trường các bác nhá. Đấy. Giá thành thì cực kỳ siêu hấp dẫn luôn. Dòng này là C32, C40, C63 thì nó tương đương với là 32 và 40, 63A. Một hộp nó thì gồm có 6 chiếc các bác nhá. Hộp gồm có 6 chiếc. Đó. Con này em đang bán lẻ cho anh em với giá là 130k trên một chiếc. Anh em lấy từ một hộp thì sẽ giảm cho anh em một chút. Còn anh em lấy số lượng nhiều thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Dòng CB quá tải là tép đôi. Đấy. Ok. Có 32 này, 40 và 63 nhé. Dòng này về rồi nhé. Anh em nào cần thì có thể liên hệ. Giá nó là 130k nhé, đồng giá hết 130k trên một chiếc. Ngoài ra thì có cả CB cóc. Cóc thì em có đủ mã là từ 20 đến 30, 40. Đấy. 20A này, 30A, 40A đều có nhá, cũng bằng giá hết. Cũng bằng giá hết các bác nhá. Đó, bằng giá hết. Đó. Hàng bao nét cho các bác làm công trình công trường luôn. Nào. Quay gần cho các bác xem nhá, cực kỳ nét luôn. Ok ạ. Đây là 40A. Giá nó chỉ có 35.000 nhá. Thì anh em lên cho em cái CB cóc đen nhá, cóc đen mới 3A. 20A hoặc 30A hoặc 40A, giá đều 35.000 trên một chiếc. Anh em lấy từ 10 chiếc sẽ được bao ship. Anh em lấy từ 50 chiếc trở lên thì sẽ được tính giá tốt hơn. Đó. Ok. Có 20, 30 và 40 nhá, cái mẫu CB cóc đen quá tải. thuốc mắt Nhật thì còn ít thôi, không còn nhiều. Dòng này thì nó thiên về dùng để bảo dưỡng mắt nhá. Đấy, bất cứ anh em nào cũng có thể xài được, nhất là các bác hay xem điện thoại nhiều, tivi nhiều, mỏi mắt. Nó bổ sung một số các vitamin mát và dòng này thì dòng chuẩn của hàng Nhật nhá. Con này thì có hạn sử dụng lên đến 2026 này, các bác xài thoải mái. Anh em xài bình thường thì chỉ cần hai lọ này là xài một năm là hết nhá, là vừa nhá. Mỗi ngày xài 1 đến 2 lần. Giá là 70k trên một lọ thuốc mắt Nhật này nhá. Cái dòng này là em đang sử dụng quanh năm. Sử dụng quanh năm luôn. Thế đến thì sang tủ điện. Tủ điện thì hiện tại không còn nhiều, tủ điện này còn ít thôi các bác ơi. Anh em nào lấy thì tranh thủ nhá. Tủ điện này là tủ điện của Nhật nhá. Cái dòng này thì em đã có bán và test rất là nhiều cho anh em rồi, rất là đơn giản. Con này thì hiện tại nó đang rất là nặng. Bắt liền một khối này cho anh em. Có nghĩa là nó đang bắt sẵn rồi. Những cái đường điện vào này. Đấy, còn anh em về chỉ có cho câu nguồn điện ra thôi. Hiện tại đây là CB, tất cả các CB quá tải là nó sẽ gồm cho anh em là 10 chiếc CB quá tải 20A nhé. 10 chiếc CB quá tải 20A để anh em dùng nó chia cho các thiết bị trong nhánh. Một chiếc CB tổng là chống giật là 40A, dòng dò là 30mA. Đấy. Thì nó đây nó đang sẵn một cái khuôn như này. Về các bác cho chế vào tủ. Anh em nào có tủ đây anh em chế vào thôi là xài thôi. Giá cực kỳ tốt luôn các bác nhá. Đấy, bộ tủ điện như này giá chỉ có 550.000. Có nghĩa là nó cực kỳ tốt mà hàng thì hàng Nhật nội địa nhá các bác nhá. Đấy, cực kỳ an tâm khi các bác lắp sử dụng luôn. 550.000 nhá anh em nhá. Lên theo cái tủ mã tủ điện giá 550k. Bao ship tận nhà cho anh em luôn. Giá này không bằng giá một con ad này lúc mới các bác nhá. Đấy. 550k một bộ tủ điện. Thì đến sang phần khởi các bác nhá. Khởi thì hiện tại là có rất là nhiều khởi. Để phục vụ anh em. Các mẫu đây có mẫu khởi này là mẫu khởi mới mới về thêm. Mẫu này thì đợt vừa rồi nó hết, đợt trước nó hết hết sạch hàng nhá. Đây là mẫu khởi của nội địa Nhật. Đây. Hàng Japan nhá, hàng Japan này, hãng của nó là Kasuga. Đấy, Japan. Con này thì của nó là chưa qua sử dụng, chưa qua đóng điện. Dòng cắt tiếp điểm tối đa nó là 20A, khởi này là khởi 10A các bác nhá. Cuộn hút của nó là 220V, cũng như là cuộn đóng ngắt của nó là 220V nhé, cuộn quay ấy. Đấy thì anh em có thể dùng đóng ngắt điện 220V 2 pha hoặc là 3 pha đều được nhé các bác nhé. Con này tiếp điểm là còn mới tinh luôn nhé. Rồi anh em nhìn sâu bên trong này, chưa qua đóng điện một chút nào luôn các bác nhé. Đấy. Giá của nó chỉ 100.000 thôi. Anh em lên em cái khởi Nhật. Đấy, khởi Nhật này mới luôn ấy, chưa xài luôn. Có 100k trên một chiếc thôi. Tội gì anh em sử dụng mấy cái dòng khởi tàu 100k nhá, khởi Nhật 10A. Con này thì nó có cả đuôi. Nếu anh em sử dụng điện một pha thì anh em có thể mua thêm một cái loại có đuôi. Đuôi thì giá là 120k nhá, còn loại không đuôi ấy, không đuôi Nhật thì giá 100k. Đó. Đó là khởi.
khởi thì ngoài ra thì còn mẫu khởi 35A. Đây 35A, 19A nữa. Khởi 19A giá là 190.000 các bác nhá. 190.000 trên một chiếc. Khởi 35A đây. Khởi 35A thì giá của nó là 300.000 nhá. Khởi 35A này giá 300.000. Tất cả những cái khởi này em đều test ok trước khi gửi cho anh em rồi. 300.000 trên một chiếc khởi 35A. Khởi 65A 500.000. Khởi 125A là 1.150.000. Khởi to hơn nữa lên đến 300, 200, 300. Tùy các bác muốn loại khởi nào thì có khởi đấy các bác nhé. Ok, về phần tiếp đến là phần dây điện. Các bác đi qua kênh thì nhớ cho em xin một nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Cường nhé. Dây điện Mỹ. Dây điện này thì khỏi miễn bàn về chất lượng rồi. Nhất cho các bác sử dụng cho những cái dòng máy móc cầm tay rồi đường điện lôi kéo các kiểu đấy. Con này thì nó có sử dụng công suất cho anh em là đạt tầm 2000W nhé, 2000W. Dây này là dây điện của Mỹ, hàng chưa qua sử dụng, có liền phích này, phích liền đúc liền luôn, phích dẹp nhé, cắm cực kỳ sướng luôn. Dây của nó thì nó có chống xoăn, chống đứt, có nghĩa là nó có một lớp cho anh em một cái lớp đây, lớp dù quấn xung quanh nhé, lớp dù này quấn xung quanh dây luôn. Đó. Dây của nó là dây lõi đồng nhá, dây lõi đồng, chuẩn lõi đồng. Dây của nó thì nó tương đương với dây một chấm của mình, lõi một chấm của mình. Chống xoăn. Dây của nó một cuộn này là dài 9,5 m các bác nhá. 9,5 m, giá của nó là 90.000 thôi. 90.000 trên một cuộn dây điện Mỹ thôi. Về anh em dùng lôi kéo các kiểu thoải mái, không bao giờ sợ đứt luôn. Bao các bác xài luôn. Cho tất cả các loại máy móc thiết bị cầm tay đều xài được hết. Dây điện thì đây, còn hôm nay thì về cái phần dây mạng niken, dây mạng niken thì hôm nay thì về được một ít cái dây hai màu này nhá. Nó có màu trắng này, màu trắng và màu đỏ các bác, màu trắng màu đỏ. Dây này dây 0.75 các bác nhá. 0.75 thì anh em có thể đi những cái đường điện bóng điện ở trong gia đình là thoải mái rồi, ngon lành rồi. Dây này là dây mạng niken. Mạng niken thì nó đây. Nó có mạng một lớp niken thì nó dẫn điện rất là tốt anh em nhá. Dẫn điện rất là tốt và em sẽ bán cho anh em theo giá cân ký các bác nhá, cân ký. Ở đây thì nó có dây đỏ và dây đen, thì anh em tùy anh em muốn lấy màu một màu thì màu, lấy hai màu thì lấy các bác nhá. Em sẽ bán cho anh em với giá là 200.000 trên một cân. Cái này một cân của nó tương đương với khoảng tầm 60m thì đó. Một cân thì có tương đương khoảng 60m các bác nhá. Dây đơn nhá. 200k trên một ký thì có hai màu, màu đỏ và màu màu vàng. Đấy 200.000 trên một cân nhá. Cái này thì anh em lấy từ 5 ký trở lên thì mới được bao ship các bác nhá. 5 ký trở lên mới được bao ship. Đó. Đó là cái dây điện, dây này là dây 0.75 nhá, đi đường điện, đường đèn các kiểu. Tiếp đến thì sang một cái mẫu quạt về bao nhiêu hết bấy nhiêu đây các bác. Đây. Gửi đến cho các bác là một cái mẫu quạt chân quỳ, mẫu mới nhất của năm nay các bác nhá. Mẫu này là mẫu quạt 14 inch. Đấy. Hệ 12 số các bác nhá, hệ 12 số hai tay sách. Lồng của nó thì là lồng then ngang. Lồng của nó là lồng then ngang nhá. Động cơ không chổi than, chạy siêu êm nhé các bác nhé, động cơ không chổi than này, chạy siêu êm. Cánh của nó thì nó thiết kế là 5 cánh nhôm. Đấy, 5 cánh nhôm, như anh em xem là nó có 5 cánh nhôm này. Đấy, 5 cánh nhôm nhé. Than của nó, nan của nó là nan ngang nên là rất chi là chắc chắn và khỏe nhé. Lỗ của nó rất chi là nhỏ, có thể tránh được trẻ con thò tay vào. Động cơ thì động cơ không than, siêu tiết kiệm. Con này nó có rất chi là nhiều cái để anh em có thể lựa chọn và mua. Nghĩa là thứ nhất là nó rất chi là chắc chắn này, hộp thì hộp mới nguyên hộp này, rất là chắc chắn này. Số của nó thì nó có 12 số nhá. Nó có 12 số. Con này có thể chỉnh được to nhỏ. Nếu mà anh em chạy ở mức dưới 6 nhá. Mức độ dưới 6 thì có thể chạy được từ 15 đến 20 tiếng. Đấy, dưới 6 nhá. Còn nếu anh em chạy tối đa là mức 12 này, 12 số này thì nó chạy được khoảng tầm 8 đến 10 tiếng. Được chưa ạ? Rất chi là mát luôn mà cực kỳ ok. Con này nó được đóng bằng 9 sao pin các bác nhá. Thường thường ra thì một số dòng quạt này đóng 6 sao pin đã ok rồi, nhưng mà đóng bằng 9 sao pin mà nó chạy bằng động cơ không than nên nó siêu tiết kiệm điện. Có nguồn ra 5V nhá, nguồn ra 5V để sạc điện thoại. Đấy, tích điện thoại. Hàng là hàng 14 inch nhá, quạt 14 inch. Tấm pin năng lượng của nó thì nó đi theo cho anh em một cái tấm pin mono to nhá. Tấm pin này kích thước của nó là 35-45. Đấy, kích thước tấm pin là 35-45. Nói chung mẫu này thì không thể bàn về chất lượng nữa. Đây 35-45 này. Đấy. Con này thì nó có thể chạy bằng trực tiếp bằng năng lượng mặt trời. Đấy. Không mất một tí điện nào, chỉ cần có ánh nắng là được. Dây thì nó có sẽ đi cho anh em một cái dây dài 5m đi theo. Đấy. 5m nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ thêm cho anh em một cái cục adapter.
Đây là một cục adapter nhá, để mình có thể dùng sạc điện 220V hoặc chạy trực tiếp điện 220V qua cái cục adapter này. Ok, về cái phần kích thước quạt. Kích thước quạt thì con này là quạt 14 inch. Chiều rộng của nó là 40 nhá, chiều rộng là 40, cánh của nó là 35. Cánh của nó là bà sải 35. 40 nhá, chiều rộng của nó là 40 này, cánh của nó là 35. Đó. Quạt 14 inch nha các bác nhá. Nó có loại 12 inch thì nhỏ hơn. Giá của nó là 1 triệu. 1 triệu 9 sao pin này, quạt 9 sao pin anh em có thể dùng lưu trữ chạy cả ngày được. Tấm pin năng lượng to này, quạt động cơ không than này. Nói chung là mẫu này thì không về chê về chất lượng nhá. Nếu anh em nào có nhu cầu. Còn cái dòng này rất là tiện. Các bác đi làm này, đi chơi rồi kể cả ở quanh nhà luôn. Sạc đầy vào là các bác cứ mang đi đâu thì mang thôi. Để xài thôi, rất là mát và nó thoáng. Ok, lên cho em cái mẫu quạt chân quỳ mẫu mới nhá. 5 cánh nhôm. Đấy, đủ bộ nó là giá của nó sẽ bán cho anh em giá 1 triệu bao ship tận nhà cho các bác luôn các bác nhá. Lên cho anh em ít pin tự tay em đóng anh em nhá. Đây thì vừa xong em vừa hoàn thành đóng được 4 khối pin. Đó, thì hai khối của nó là 6 cell và hai khối là 9 cell khách đặt. Tất cả các pin này thì em đều đóng bằng pin mới nhá. Đây. Pin này đóng bằng pin mới luôn, chưa qua sử dụng, chưa qua sạc xả. Pin này dung lượng của nó là 3300 nha các bác nhé. Với cái dòng pin này thì nó chuyên sử dụng cho anh em sử dụng thay thế cho các dòng quạt tích điện, dùng lưu trữ, dùng cho đèn, dùng cho win, cho wifi, cho phun bình phun thuốc sâu các kiểu đều được. Đó. Thì hiện tại em sẽ đóng cho anh em là nó sẽ có mạch sạc xả sẵn. Như này. Về anh em có thể sạc vào đây trực tiếp. Đó. Và có thể xả ra luôn. Nguồn xả ra luôn, tất cả đều làm cách điện. Đó, rất chi là cách điện nhá. Và bọc cẩn thận cho các bác như này. Đó. Ở đây thì em sẽ bán hai loại và pin này là pin mới các bác nhé, dung lượng cao. Loại 6 cell. Con này thì khoảng của nó là 6,6A pin mới nhé. Giá của nó sẽ bán cho anh em giá là 270.000. 270.000. Còn đây là đóng 9 cell. 9 cell các bác nhé. 9 cell thì con này nó khoảng tầm 9,5A. 9,5A thì con này em đang bán ra cho anh em với cái giá là 370.000 các bác ạ. 370.000 các bác nhé. Pin thì như các bác đã biết rồi, một viên pin này thì thường thường ra bọn em mua nhiều là giá của nó là 35.000 chiều trước nhé, pin mới. Còn ngoài ra thì anh em nào mà muốn cái dòng pin tháo khối giá rẻ hơn thì để video khác nhé. Còn con này thì em bao anh em xài, bao thử dung lượng này. Với con này, với 6 cell pin này anh em thể dùng được 6-7 tiếng quạt nhé, liên thông. Còn con này thì có dùng cả ngày luôn. Đó. Hoặc anh em thể dùng kết hợp những cái sản phẩm vào những cái mục đích khác. Vì nó có sẵn đầu xả, đầu sạc rồi, anh em thì tách rời, anh em sử dụng được. Ok, thì các bác nào có nhu cầu về pin hoặc muốn đặt pin đóng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho em nhé. Số điện thoại em ghi dưới tiêu đề. Thì hôm nay nó về được một cái lô đóng điện, lô pha nhé, mẫu mới. Giá thành cực kỳ hợp lý. Hàng chất lượng, giá lại phải chăng các bác nhé. Đây. Hôm nay thì nó chỉ về có 2 mẫu thôi. 2 mẫu vì em lấy bổ sung nên là về 2 mẫu. Thì sau này em sẽ chuyển dần dần sang bán song song hai mẫu các bác nhé. Đây là cái mẫu đèn pha. Thì như các bác cũng biết rồi về cái phần đằng năng lượng mặt trời ấy, thì em Cường bán rất là nhiều năm nay rồi. Vì là những cái phần này em sẽ bảo hành cho anh em về cái phần là pin này và cái độ ánh sáng này, tấm pin năng lượng mặt trời nó là hàng đủ công suất. Giá thì em bán theo kiểu giá đại lý luôn đấy, bán lẻ như giá đại lý luôn. Nên là các bác an tâm về phần giá nhé. Ở đây thì nó cái đèn mẫu mới thì nó khác cái mẫu cũ một chút. Đó là cái đèn này ấy, thì là anh em có thể tháo ra để thay pin ở bên trong, nó dễ dàng. Đấy. Còn cái mẫu cũ của nó là anh em không tháo đâu. Mẫu cũ nó rất chi là khó tháo. Đấy. Mẫu cũ nó phải có máy ép cơ. Đấy, đây là mẫu mới các bác nhá. Nó chỉ khác biệt một như vậy thôi. Còn về cái phần ánh sáng, chất lượng và pin các thứ thì nó cũng là như nhau, nó không khác nhau nhiều. Như những cái dòng bên ông Cường cung cấp ấy thì tất cả những là cái phần tản nhiệt của nó đằng sau nó đều bằng nhôm các bác nhá. Nên là nó giúp cho anh em là cái pin lưu trữ của anh em nó được bền và dùng lâu dài, tản nhiệt nhanh. Đó. Ở đây thì em sẽ lên cho anh em hai mẫu. Hôm nay có mẫu mới đó là mẫu 200W này, mẫu 200W này, pha 200W nhá. Hệ IP chống nước 68. Con này thì nó sẽ có một cái kích cỡ và giá thì nó cũng rất chi là hợp lý luôn đấy, giá cực kỳ tốt luôn đấy. Pha 200W, đây để em xem. Pha 200W này thì nó sẽ sử dụng cho anh em là pin lưu trữ là 24.000 mAh nhé các bác nhé. Phạm vi chiếu sáng thì tầm 100m² quay đầu. Đấy. Con này thì nó sẽ sử dụng cho anh em là 225 chip led. Đấy.
Pin của nó thì pin của nó là dạng pin chống chai nhá. Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời là 5335. Đây, tấm pin năng lượng mặt trời này là tấm pin mono nhá. Đấy. Một chiều là 35, một chiều là 53. Còn kích thước về phần pha, mặt pha ấy. Đây. Mặt pha thì một chiều của nó là 31 này. Một chiều của nó là đi 28 này. Đó. Ok, hàng đủ công suất nhá. Xài trên 12 tiếng các bác nhá, nghĩa là thông đêm nữa, anh em sạc đầy là dùng thông đêm. Giá của con pha mẫu mới, anh em lên nhầm cái mẫu là đèn pha mẫu mới đi cho nó đỡ lẫn nhá các bác nhá, vì hiện tại em đang bán hai loại. Pha này pha mẫu mới nhá, giá của nó chỉ có 750.000 và được bao ship nhá, loại 200W. 750k nhá, được bao ship. Giá này khá tốt, khá lời cho anh em thôi. Tiếp đến là sang cái dòng tiếp theo, đó là dòng cũng là hãng pha đó. Anh em lưu ý là phụ kiện và khiển đi theo nhá, bộ nào thì nó vẫn có đầy đủ cho anh em, là phụ kiện và nó có khiển đi theo cho anh em, đầy đủ cho anh em nhá. Về các bác chỉ xài thôi. Tiếp đến là sang cái dòng 1000W. Đây, con này thì cực kỳ khủng luôn. Đây, con 1000W này các bác nhá. Đây là con 1000W này. Đấy, nó cũng loại này nó cũng vậy nhá. Anh em có thể tháo ra để thay thế pin, có nghĩa là sau này nó khi mà nó bị chai pin hoặc hỏng pin thì nó chỉ tiện dụng về cái sau này thôi. Đấy. Còn cái dòng này thì nó dùng pin dạng pin chống chai nên tuổi thọ nó 10-15 năm cơ. Rãnh tản nhiệt này rất chỉ là tốt luôn. Hợp kim thì nó bằng hợp kim nhôm tất các bác nhá. Hàng đủ công suất. Anh em xem cái mặt pha nó là biết rồi. Con này là 100W nhá. Tấm pin năng lượng mặt trời là tấm pin năng lượng mặt trời to kìa. Tấm pin năng lượng mặt trời của nó là kích cỡ là 45-67 nhá. Tấm pin mono nhá. Con này kể cả là những ánh nắng bình thường nó cũng có thể bắt được. Tấm pin cực kỳ to luôn. Con này nó sử dụng cho anh em lên đến 930 chip led. Đó, 930 chip led nhá. Và con này nó pin lưu trữ của nó là 54.000 mAh, 54A. Phạm vi chiếu sáng của nó lên đến 300m². Rất là khủng. Và giá của nó lại cực kỳ ưu đãi luôn. Một bộ này thì em đang bán gửi đến cho anh em bộ mẫu pha mẫu mới 1000W nha các bác nhá. Giá của nó chỉ có 1.3 triệu. 1.3 triệu và được bao ship tận nhà các bác nhá. Bao ship tận nhà. Cái mẫu này thì hiện tại công ty đang đề giá ra là 1.6 triệu các bác nhá. Bên Cường bán gần như là gần như giá đại lý luôn. 1.3 triệu mà được bao ship. Đấy, 1.3 triệu. Đấy, được bao ship các bác nhá. 1.3 triệu được bao ship tận nhà cho anh em. Đó. Đó là hai cái về cái phần pha đèn năng lượng mẫu mới.